nước mắt, cả hết đi lòng rối bời, để anh được thấy em luôn mỉm cười. Và hãy luôn siết chặt tay nhé, mà khó khăn cùng đương đầu, một hạnh phúc giữ gìn cho nhau. Now everything was perfect, I knew this love was worth it. I will make up in the making, until this world stops turning. I'll still be here waiting, I'm waiting to make that vow that I'll be by your side. Chờ em cuộc đời mãi sau. I do love you, yes I do love you. I'll be waiting till I hear you say I do. 'Cause I love you, love you. I'll be by your side. Quý vị khách quý thân mến, có một câu nói rất là hay, đó là vâng ạ, hãy cứ tin vào định mệnh, vì đôi khi định mệnh sẽ mang chúng ta đến với những điều kỳ diệu mà chúng ta không thể biết trước. Và cũng giống như câu chuyện tình yêu của chú rể Mạnh Tiến cùng với cô dâu Kim Dung. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, yêu và được yêu, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong cuộc đời của mỗi con người, và là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Bởi vậy mà ngày hôm nay, tình yêu của hai bạn chú rể Mạnh Tiến cùng với cô dâu Kim Dung trải qua biết bao gian nan, trải qua biết bao sóng gió, và rồi ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã chính thức về chung một nhà, về chung một mái ấm, về chung một gia đình. Để cùng đến với ngày trọng đại hôm nay, có sự hiện diện và đại diện của hai bên gia đình, những người làm cha, những người làm mẹ, đại diện cho bên nội bên ngoài hai bên gia đình ngày hôm nay cũng đã có mặt tại đây để cùng tham dự
chương trình này để cùng chúc mừng cho hai nhân vật chính ngày hôm nay, đó là chú rể Mạnh Tiến cùng với cô dâu Kim Dung. Chúc cho hai bạn sẽ mãi mãi bên nhau và trọn đời hạnh phúc. Quý vị khách quý thân mến, trong cuộc sống chúng ta, ai cũng vậy, đều có riêng cho mình một câu chuyện, đều có riêng cho mình một thước phim. Và thước phim đó, chính mình là người viết lên. Và ngày hôm nay, quý vị chúng ta đang có mặt tại đây để cùng chứng kiến một thước phim mà chúng tôi còn gọi đó là câu chuyện tình yêu của chú rể Mạnh Tiến cùng với cô quân sư Kim Dung ngày hôm nay. Quý vị khách quý thân mến, trải qua biết bao khó khăn, vâng, ngày hôm nay đôi bạn trẻ đã đi đến cái đích cao nhất của tình yêu,
đó là hôn nhân. Và ngày hôm nay đứng trên sân khấu này, xin được cảm ơn cảm tạ tới đấng sinh thành. Vâng ạ, cảm ơn những người làm cha, những người làm mẹ ngày hôm nay đã cho hai con một niềm vui, một niềm hạnh phúc rất là lớn lao. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, cùng với đó đang bước lên sân khấu là sự hiện diện của thân sinh, phụ mẫu của cô dâu Kim Dung, đó là ông Phan Lạc Dũng cùng với bà Nguyễn Thị Tuyết. Về phía gia đình của họ nhà trai có sự hiện diện của ông Nguyễn Phú Tuấn và bà Bùi Thị Hiên, là thân sinh, phụ mẫu của chú rể Mạnh Tiến. Và cho phép chúng tôi, những người làm chương trình, xin được thay lời cho hai nhân vật chính, thay lời cho bố mẹ hai bên gia đình, một lần nữa xin gửi tới toàn thể quý vị quan khách, quý vị khách quý ngày hôm nay một lời kính sức khỏe, một lời chào thân thương và nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và thay cho lời cảm ơn cảm tạ tới tất cả quý vị quan khách, quý vị khách quý ngày hôm nay đang có mặt tại đây, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời nhị vị trưởng đoàn hai bên gia đình sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin mời. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, đang hiện diện trên sân khấu này đây là sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn đại diện cho hai bên gia đình, họ nhà trai cùng với gia đình của họ nhà gái, cùng với thân sinh phụ mẫu của cô dâu cùng với chú rể ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng và thân ái kính mời đại gia đình hãy dành tặng cho hai bên gia đình cùng với hai nhân vật một tràng vỗ tay thật lớn, thật đặc biệt hơn ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, miếng trầu là đầu câu chuyện. Ngày hôm nay gia đình của họ nhà trai có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà đại diện cho bên nội, bên ngoại của hai bên gia đình, cùng với gia đình của họ nhà gái ngày hôm nay có mặt tại đây để cùng tham dự cho chương trình này. Cho phép chúng tôi xin được thay lời cho những người làm chương trình, xin được trịnh trọng tuyên bố đại lễ vu quy, chúc mừng hạnh phúc cho hai nhân vật chính ngày hôm nay, đó là cô dâu Kim Dung cùng với chú rể Mạnh Tiến. Xin chính thức được bắt đầu. Dành tặng những tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt nữa đi ạ. Kính thưa các ông, các bà, kính thưa quan viên bốn họ, kính thưa toàn thể hội hôn, thay mặt cho đoàn nhà trai, phái đoàn nhà trai, tôi xin chúc sức khỏe đến toàn thể hội hôn, một sức khỏe hạnh phúc và thành công. Thay mặt hội nhà trai, trước hết tôi xin cảm ơn ông bà thông gia và họ nhà gái đã sinh trưởng và nuôi dưỡng trưởng thành cháu Kim Dung để đến ngày hôm nay, ngày lành tháng tốt, để giao cho gửi gả cho bên nhà trai chúng tôi để làm dâu con gia tộc chúng tôi, cũng như là quê hương Phú Thọ làm dâu quê hương Ninh Bình. Chúng tôi xin hứa sẽ tiếp tục giáo dục, nuôi dưỡng và rèn luyện, cũng như là giúp đỡ tạo mọi điều kiện để cháu Kim Dung hòa nhập cùng với cộng đồng gia tộc chúng tôi. Một lần nữa thay mặt hội trai xin chân thành cảm ơn tất cả các quý vị có mặt hôm nay để chúc phúc sức cho hai cháu, và xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc hai gia đình thông gia mãi mãi bền chặt, và xin kính chúc hội hôn sức khỏe hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. À, xin được cảm ơn ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình của họ nhà trai. Ngay sau đây xin được trân trọng và thân ái kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh nhìn của mình lên sân khấu để cùng đến với ý kiến phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình của họ nhà gái. Bác sẽ có ý kiến phát biểu đôi lời cảm ơn và có, vâng ạ, ý kiến gửi tới tất cả quý vị ngày hôm nay. Dành cho bác một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị? Dạ vâng, trước hết xin được thay lời cho ban tổ chức cùng với đặc biệt hơn nữa là gia đình họ nhà gái, xin được gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cùng toàn thể quan viên hai họ cũng như tất cả các quý vị khách quý về tham dự chung vui với bữa tiệc để chúc mừng lễ vu quy cho hai cháu ngày hôm nay. Vừa rồi là những lời phát biểu rất là tâm đắc
của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai, và cũng như quan viên họ nhà trai đã chọn được ngày lành tháng tốt, có cơi trầu, những thủ tục nghi lễ, đó là những phong tục tập quán của con người Việt Nam chúng ta không thể thiếu trong ngày hạnh phúc. Và những nghi lễ đó đã được hai bên gia đình làm những thủ tục ở tại gia đình họ nhà gái, cũng như để kính báo đến tổ tiên, và cũng như được sự chấp thuận của gia đình họ nhà gái, cũng như về phía bề trên là các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, ba họ bốn bên trong ngày hạnh phúc ngày hôm nay. Tôi được sự ủy nhiệm của ông bà Dũng Tuyết, là chú của cháu Dung, được gửi tới tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành nhất trong ngày hôm nay, đã về đây để cùng chung vui, để cùng nâng ly rượu hồng, để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu. Và cũng như nhân dịp xuân mới, năm Giáp Thìn, xin được gửi tới tất cả các cụ, các ông, các bà, cũng như cô dì, chú bác, quan viên hai họ, đàng trai và đàng gái, chúng ta có mặt đông đủ nơi đây để chúc phúc cho hai cháu. Chúc tất cả quý vị có một năm mới thật an khang, thịnh vượng và thành đạt. Và kính thưa với quý vị, ngày hôm nay về phía gia đình họ nhà trai đã có cơi trầu để xin dâu về làm dâu con của gia đình họ nhà trai, đó là cô dâu Kim Dung. Và chính thức từ giờ phút này trở đi, về phía gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng được chấp thuận cháu Mạnh Tiến, từ giờ phút này trở đi là cháu rể, là con rể trong dòng họ gia đình họ nhà gái chúng tôi. Và chính thức cô dâu Kim Dung sẽ là con dâu, cháu dâu của đại gia đình họ nhà trai. Và người ta thường nói rằng là dâu hiền thì nên gái, mà rể hiền thì nên trai. Mong cho tất cả quý vị có mặt đông đủ nơi đây cùng nâng ly để chúc mừng, chúc phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Xin được trân trọng cảm ơn, xin chào và tay thật lớn ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Tiếp theo ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những món quà từ phía gia đình của họ nhà gái sẽ dành tặng cho cô dâu cùng với chú rể trong ngày trọng đại này. Và đầu tiên, món quà đầu tiên xin được trân trọng và thân ái kính mời bố mẹ sẽ có món quà để dành tặng cho hai con của mình trong ngày hạnh phúc hôm nay. Xin mời. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và thật đúng là công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước, người người biển Đông. Và giờ đây nên vợ nên chồng thì không thể thiếu được công ơn và sự nuôi dưỡng của những người làm cha, những người làm mẹ. Là con đò đưa đôi bạn trẻ đến với bến bờ hạnh phúc ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khách quý thân mến, và cô dâu Kim Dung cùng với chú rể Mạnh Tiến có được đông đầy hạnh phúc như ngày hôm nay, đó cũng nhờ vào sự ủng hộ, sự vun đắp nhiệt tình của hai bên gia đình và sự được sự đồng tình của chính quyền địa phương hai nơi. Ngày hôm nay, đôi bạn trẻ đã chính thức tổ chức đại lễ vô quê, tổ chức đại lễ thành hôn. Và cùng với đó, thay lời cho hai bên gia đình, cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị khách quý ngày hôm nay có mặt tại đây. Vâng ạ, và xin được trân trọng kính mời người mẹ sẽ cùng trao cho con gái cũng như là con rể của mình những món quà trong ngày trọng đại này. Xin mời. Vâng ạ, xin được cảm ơn bố mẹ. Và tiếp theo ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời món quà của anh chị Hoàng Yến. Xin mời. Vâng ạ, kính thưa quý vị khách quý thân mến đang đứng trên sân khấu này, đây là món quà của gia đình anh chị Hoàng Yến. Vâng ạ, với một lời chúc, chúc cho cô dâu chú rể, chúc cho hai em sẽ mãi mãi bên nhau và trọn đời hạnh phúc. Xin được cảm ơn món quà của anh chị rất là nhiều. Vâng ạ, rất là tuyệt vời với những thiên thần nhỏ bé đã có những món quà được gửi tới cô chú. Mong xin được thay lời cho anh chị một lần nữa, xin được chúc mừng hạnh phúc hai em.
Và tiếp theo, món quà tiếp theo xin được trân trọng kính mời món quà của anh Huy. Vâng ạ, mời anh Huy sẽ cùng bước lên sân khấu. Xin mời. Vâng ạ, xin cảm ơn món quà của anh Huy. Xin được trân trọng kính mời món quà của chú Quyền. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay vì điều kiện, vì lý do chú đi làm ăn xa, vâng ạ, không về dự ngày vui của hai cháu được, thì đại diện của gia đình xin được trân trọng kính mời đại diện có món quà của chú Quyền sẽ cùng gửi tặng, gửi tới cho hai cháu. Cùng với đó là một lời chúc, chúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Vâng ạ, xin được cảm ơn. Thay lời cho cô dâu cùng với chú rể, xin được kính chúc cho người chú của mình luôn luôn sức khỏe, công tác tốt. Vâng ạ, xin được cảm ơn chú rất là nhiều. Và tiếp theo ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời món quà của chú dì Kiên Hạnh. Xin mời. Vâng ạ, gia đình chú dì Kiên Hạnh, ngày hôm nay đại gia đình cũng có mặt tại đây để cùng tham dự cho lễ vâng ạ, vô quy chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu của mình. Vâng ạ, xin được cảm ơn món quà của chú dì. Vâng ạ, với một món quà nữa, xin được cảm ơn chú dì Kiến Hạnh, gia đình chú dì. Vâng ạ, với một quà món quà nữa, xin được trân trọng kính mời món quà của chị gái, chị Quỳnh. Vâng ạ, kính thưa quý vị, chị Quỳnh cũng do là điều kiện địa lý cũng như là đi làm ăn xa. Vâng ạ, ngày hôm nay cũng không có mặt ở đây để cùng tham dự ngày vui, ngày phúc của hai em được. Thì chị có món quà, xin được chúc mừng hạnh phúc hai em. Vâng ạ, thay lời cho hai em cảm ơn món quà của chị rất là nhiều. Chúc chị sức khỏe, chúc chị luôn luôn công tác tốt, làm ăn phát đạt. Xin được cảm ơn. Vâng ạ, kính thưa quý vị khách quý thân mến, vừa rồi chúng ta đã đến với những món quà từ những người thân trong gia đình, đặc biệt nhất là gia đình của Hoa Nhà Gái. Đã có những món quà, đặc biệt nhất là những lời chúc tốt đẹp nhất để dành tặng cho cô dâu cùng với chú rể trong ngày trọng đại hôm nay. Và tiếp theo ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời bố mẹ hai bên gia đình sẽ cùng di chuyển về phía những bàn tiệc ở tại nơi đó, thì chúng ta sẽ cùng mời tất cả quý vị khách quý của hai bên gia đình cùng với tất cả quý vị quan khách quý ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể cùng di chuyển về phía dưới, di chuyển ra phía cổng hoa để cùng chào đón tất cả quý vị quan khách về tham dự ngày hạnh phúc, ngày trọng đại của chính mình. Xin mời. Đây là cánh hương nghiêng nghiêng nét chữ cô em hồng tròn. Đây là bánh chưng mẹ ra từ tay gói gửi cho con. Đây là mang tất cả hậu phương thương mến.
về